Quân dân IVE gây phẫn nộ vì tỏ thái độ với fan nhí tính xấu khó bỏ. Danh quân dân IVE luôn nổi tiếng với fan K-pop bởi thần thái tựa nữ thần và gương mặt tạc tượng của mình. Nhưng cũng không ít người biết đến nữ idol qua những lần bị tế về thái độ. Tranh cãi clip 4 triệu view bị tố tỏ thái độ kênh kiệu khi fan nhỏ tuổi tiếp cận ở Madrid. Vì clip 4 triệu view này, quân dân bỗng thành tâm điểm chỉ trích. IVE mới đây đã bay qua Madrid, Tây Ban Nha để tham gia đại nhạc hội K-pop Lux Super FPS Concert cùng loạt nhóm nhạc đình đám. Trước khi sự kiện diễn ra, cả nhóm IVE đã có thời gian riêng để thăm thủ đô Madrid và không nằm ngoài dự đoán sự xuất hiện của dàn mỹ nhân K-pop này và đặc biệt là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới Quân Dân đã khiến một góc phố của Madrid náo loạn. Nhan sắc bất chấp camera thường, vóc dáng cao ráo như người mẫu và làn da trắng bóc của Quân Dân nổi bần bật giữa đường phố. Nhiều fan quốc tế và không ít người dân Tây Ban Nha tò mò cũng đổ dồn sự chú ý vào mỹ nhân này. Để đảm bảo sự riêng tư cho nữ idol cũng như cả nhóm, fan chỉ đứng ở xa và vẫy chào. Đáp lại, Quân Dân và các thành viên IVE cũng nhiệt tình vẫy chào lại đầy thân thiện. Tuy nhiên, một tình huống gây tranh cãi đã bất ngờ xảy ra khiến Quân Dân một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích. Đó là khi có một cậu bé bỗng dưng tiến lại gần và tò mò cố chạm vào tóc của nữ idol. Và vì quá bất ngờ, Quân Dân đã có biểu cảm á ố, nhẹ nhàng tránh né cậu bé. Nhưng loạt netizen lại tố nữ idol phân biệt chủng tộc, kênh kiệu. Clip ghi lại khoảnh khắc này trở nên viral khắp Twitter và đạt mốc 4 triệu lượt xem. Hàng chục nghìn netizen tranh cãi phân tích tình huống này. Không ít cư dân mạng chỉ trích Quân Dân vì thái độ kém thân thiện với cậu bé, nhưng cũng rất đông netizen bênh vực và phân tích kỹ tình huống nhằm minh oan cho nữ idol. Người hâm mộ cho rằng việc Quân Dân bị chỉ trích vì phản ứng bất ngờ khi có cậu bé người nước ngoài tiến lại gần và tỏ ý muốn chạm vào tóc của cô là do anti-fan ghen ăn tức ở, vì có thể thấy rằng đây là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên. Trong quá khứ, Quân Dân từng trả lời phỏng vấn và bày tỏ nỗi sợ hãi của bản thân. Nữ idol đặc biệt rất dễ bị dọa, dễ giật mình nên thường không chịu được khi có người lạ đột nhiên tiến lại gần. Trong tình huống trên, có thể thấy rằng hầu hết fan xung quanh đều giữ khoảng cách và tôn trọng không gian riêng tư của IVE. Mặc dù họ là người nổi tiếng và người của công chúng, song việc tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ idol là cần thiết. Đến thăm đất nước lạ, Quân Dân nói riêng và IVE nói chung vẫn còn bỡ ngỡ. Họ cũng mong được tôn trọng và thoải mái thăm thú cảnh quan. Nhìn chung, tình huống nói trên vốn không đáng để gây tranh cãi rầm rộ đến vậy. Ngó lơ đàn anh trên sân khấu, Jan Quân Dân thiếu tôn trọng IU BTS. Trường hợp trên có thể cho rằng vì tính bất khả kháng mà nữ idol không thể hiện thái độ phù hợp. Thế nhưng lật lại trước đó, trong thời gian đầu nhóm ra mắt, không ít lần IVE nói chung và Quân Dân nói riêng bị netizen ngán ngẩm về văn hóa đối với tiền bối. Ngày 15 tháng 5 hẳn là ngày sóng gió với fan IVE khi thần tượng bất ngờ bị dân tình chỉ trích. Cụ thể, thành viên Trace Kid Banchan trong một livestream chia sẻ cùng fan về đêm nhạc Music Bank in Paris diễn ra hồi tháng 4 năm nay đã công khai phê bình một số nghệ sĩ thuộc thế hệ mới có thái độ bất lịch sự. Banchan cho biết mình đã nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp nhưng bị bơ đẹp. Rất nhanh chóng, dân tình suy đoán danh tính hậu bối Banchan nhắc đến là IVE. Bởi lẽ, nam idol nhà JYP úp mở tiết lộ đồng nghiệp được nam idol nhắc đến, không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh. Bằng phương pháp loại trừ và những hình ảnh từ show, IVE là đối tượng bị cư dân mạng tranh cãi. Sáng 16 tháng 5, fan IVE tung ra dẫn chứng minh oan cho thần tượng. Trong ảnh, IVE mãi vẫy tay với người hâm mộ trên sân khấu nên các cô gái không nhận ra Banchan đang chào hỏi họ. An Jujin sau đó đã nhận ra Banchan, nhưng cô không kịp chào hỏi vì nam idol chạy đi quá nhanh. Dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về việc IVE ngó lơ Banchan, nhưng fan quốc tế của Stray Kids không ngừng công kích 6 cô gái, khiến TV, fandom IVE bức xúc. Trước đó, khi tham dự lễ trao giải MMA, đạt Desan cùng lớp Diva. Bên lề chiến thắng, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jan Quân Dân ngồi dưới khán đài, lờ đi và không vỗ tay khi đoạn video của IU được phát trên màn hình lớn. Nhiều người chê trách Quân Dân thiếu tôn trọng IU, cả Ray và Lee cũng bị soi hời hợt với tiền bối. Tranh cãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi trong một vài khoảnh khắc khác, dân tình phát hiện Jan Quân Dân cũng không hứng thú với video của BTS. Trong khi tất cả thần tượng đều chăm chú theo dõi và vỗ tay chúc mừng BTS, Jan Quân Dân lại đùa giỡn trò chuyện với fan. Dù người hâm mộ ra sức minh oan và bảo vệ thần tượng, Jan Quân Dân vẫn thu về không ít anti-fan. Chủ đề thái độ của Quân Dân luôn là hot topic trên các diễn đàn bàn luận của netizen Hàn. Có thể thấy không phải chỉ lần một lần hai mà nữ idol bị phản ánh và lên án về thái độ của mình. Nhưng cũng không thể bàn cãi độ nổi tiếng của nữ idol đối với cộng đồng fan K-pop. Nếu Quân Dân thay đổi thái độ tốt hơn, có lẽ lượng anti-fan của cô sẽ không cao ngất ngưỡng như hiện tại.